ngôi chùa là chốn thiêng liêng, là nơi trau dồi nếp sống đạo đức, nâng cao đời sống tinh thần sau những chuỗi ngày lận đận mưu sinh, là nơi trở về yên bình sau những tháng năm ngược xuôi giữa dòng đời. Mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Thật vậy, bao đời nay, ngôi chùa là nơi thờ cúng, nơi diễn ra các hoạt động tín ngưỡng tâm linh, nơi nuôi dưỡng tâm hồn, bản sắc văn hóa dân tộc. Ngôi chùa được xây dựng giữa lòng người, không ngoài mục đích cho con người tìm về chánh đạo, đem lại đời sống an lạc và xóa dần những hệ lụy đau thương. Và với người con Phật, dù xuất gia hay tại gia, đều luôn hướng tâm đến thiện nghiệp, trau dồi phẩm hạnh và hoàn thành tâm nguyện trùng hưng. Hộ trì chánh pháp để đạo Phật luôn hiện hữu lợi lạc giữa đời. Cho nên Tổ Đức có câu: Phật pháp xưng minh do tăng già hoằng hóa, thiền môn hưng thịnh bởi đàn diệt phát tâm. Thật vậy, đạo pháp ngoài kinh điển cao thâm, giáo lý nhiệm màu được xiển dương do tăng già hoằng hóa. Thiền môn có được xây dựng khang trang đều nhờ vào quý Phật tử phát tâm. Phật. Nam mô Bổn Sư.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư.